Kính chào quý vị và bà con. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình Khuyến Nông được phát sóng vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên kênh VTC16. Thưa quý vị, người xưa vẫn thường có câu vua chơi lan, quan chơi trà, cho thấy thú chơi tao nhã của các bậc vương giả, quan chức ngày xưa. Dù không quá khó tính đến mức được ví như tiểu thư khuê các như hoa lan, thế nhưng vẻ đẹp của hoa trà cũng không kém phần thanh tao thuần khiết để níu lòng người chơi hoa. Xã Phụng Công, Văn Giang, Hưng Yên là một trong những địa phương có truyền thống trồng hoa trà từ hàng trăm năm nay. Thời bao cấp thì một ngọn trà ở đây có giá tương đương với một yến thóc lúc bấy giờ. Ngày nay khi mà kinh tế xã hội ngày càng phát triển, thú chơi hoa của người dân càng được chú trọng hơn. Chính bởi vậy mà dù xã Phụng Công đã dành lượng lớn diện tích đất để canh tác loại hoa cảnh này, thế nhưng cung vẫn không đủ cầu. Trà hồng hay còn gọi là trà cung đình, trà bạch, trà lựu, trà thâm hồng bát diện. Mỗi loại có một nét đẹp riêng. Đây đều là những giống trà bản địa được trồng tại xã Phụng Công, Văn Giang, Hưng Yên từ hàng trăm năm nay. Nhưng từ lúc bé tôi đã thấy các cụ đã làm trà rồi. Nhưng bây giờ chúng tôi thấy cái trà này so với nông nghiệp thì cũng là làm ruộng nhưng mà nó thu nhập nó cao hơn. Cho nên là anh em chúng tôi quyết định là phát triển mạnh và mở rộng diện tích. Với suy nghĩ này, từ nhiều năm nay, ông Mạnh đầu tư một mẫu đất ruộng chuyên để trồng trà. Hơn 1.000 gốc với độ tuổi từ 1 đến 5 năm tuổi đã được ông đưa vào trồng, chăm sóc. Với mỗi độ tuổi của cây, ông trồng theo từng lô riêng biệt. Theo ông, việc phong phú về độ tuổi của cây sẽ giúp ông tiếp cận tới nhiều đối tượng khách hàng hơn. Như ngày xưa ấy, thì là các cụ bảo là vua mới được chơi lan, quan mới được chơi trà. Thế nhưng bây giờ chúng tôi là muốn là tất cả mọi người dân chúng ta đều được chơi. Cho nên chúng tôi là mục tiêu của chúng tôi là sản xuất thật nhiều để tất cả mọi người chúng ta đều được chơi và cái giá cả nó rất hợp lý. Cây hoa trà vốn khoe sắc đẹp nhất vào thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Khi đó việc xuất bán sản phẩm của những hộ trồng cây như ông Mạnh cũng nhộn nhịp nhất trong năm. Theo ông, sản lượng cây xuất bán vào thời điểm này chiếm 70% tổng số lượng toàn vườn. 30% cây còn lại được ông bán rải rác quanh năm. Chúng tôi làm thì từ bán cây giống, cây khung. Có thể ví dụ chúng tôi làm cây khung bán cho những người để về người ta bắt hoa. Tôi bán cả cây giống, từ cây ngọn ra rễ đấy. Cho nên chúng tôi phát triển này không phải là chỉ là cây khung này. Cho nên, tức là một cái cây này có thể một năm chúng tôi sẽ cắt ra sản xuất ra nhiều cây giống khác. Thế bán mọi hình thức, kể cả bán cả hoa, tức là cũng có đào để bắt hoa để bán Tết. Cũng giống nhiều loại hoa cây cảnh phục vụ thị trường Tết như mai, đào, cây trà càng lâu năm thì cây càng cho giá trị cao. Nếu cây 1 năm tuổi giá chỉ khoảng 200 đến 300 nghìn đồng, thì những cây trà cổ thụ có giá lên tới cả 100 triệu đồng. Tại Phụng Công, nông hộ sở hữu gốc trà cổ thụ nhiều nhất phải kể tới gia đình anh Trử Văn Biên. Gốc trà bạch này thì hiện đang có giá trị kinh tế cao nhất trong vườn nhà anh Biên lúc này. Nó có giá lên tới 100 triệu đồng. Cũng dễ hiểu thôi bởi vì là cây trà bạch này nó đã có tuổi đời lên tới 40 năm. Và để có được một cây trà bạch to, khỏe và dáng đẹp như thế này thì anh Biên cũng đã phải bỏ rất là nhiều công chăm sóc. Cây trà so với cây khác thì nó cầu kỳ hơn nhưng mà cầu kỳ về cách chăm sóc và thời gian rất là lâu. Nhưng về kinh tế thì tôi thấy là nó cũng là một cây đang đem lại hiệu quả tốt cho gia đình tôi. Một năm này nhà tôi thì khoảng 300-400 triệu.
cây hoa trà là cây thân gỗ, chúng không đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc quá phức tạp. Tuy nhiên, đây là cây ưa ẩm nhưng lại không chịu được ngập úng. Để cây luôn khỏe, ra hoa đẹp, mỗi nhà vườn tại Phụng Công đều có những bí quyết của riêng mình. Thì thực ra là đã có rất nhiều nơi ở Việt Nam đã trồng và nó có nguồn gốc rất lâu đời từ Việt Nam rồi. Tuy nhiên, cái vùng mà trồng tập trung và nhiều nhất vẫn là Phụng Công. Người dân Phụng Công đã biết cái kỹ thuật trồng trà, cách chăm sóc trà, cách dưỡng trà, một cách là nó thành một cái nghệ thuật, thành một cái kỹ thuật tương đối là bài bản, tương đối là rồi có thể gọi là rất là cao siêu với người nông dân. Chính vì thế cho nên là cây trà Phụng Công này luôn luôn là cây hoa trà có chất lượng cao, hoa vừa bền đẹp mà ấy, và cái bộ lá của nó cũng luôn luôn xanh tốt và rất là ít sâu bệnh. Chính vì thế cho nên cái thương hiệu trà Phụng Công nhiều người biết đến là vì vậy. Cây hoa trà ngoài làm cảnh, nhiều nước trên thế giới còn lấy hoa để chiết xuất tinh dầu, sử dụng trong mỹ phẩm, thực phẩm và dược phẩm. Nhiều nơi còn phát triển những mô hình du lịch trải nghiệm như đảo hoa trà Yangsado nổi tiếng của Hàn Quốc. Phát triển mô hình trồng cây hoa trà theo những xu hướng này cũng đang được cơ quan chức năng tại Hưng Yên quan tâm và định hướng phát triển. Cảm thấy là cái hoa trà ở Việt Nam, hoa trà ở Phụng Công thì thực sự hóa ra là chất lượng rất tốt, rất là bất ngờ. Bởi vì với chất lượng hoa cũng như là công sức, cũng như là sự nỗ lực của người nông dân ở đây thì rất là tuyệt vời. Và thực sự là cái khả năng mà có thể cái hoa trà của Phụng Công, của Việt Nam mà có thể phát triển được như là một số cái sản phẩm như dùng tại Hàn Quốc thì là có khả năng là sẽ được. Trong thời gian tới thì đối với cả hội nông dân và hội sinh cảnh đang có cái chủ trương là thành lập cái hợp tác xã, để khi cái hợp tác xã có cái tư cách pháp nhân ấy, thì hợp tác xã sẽ đứng ra để mình sẽ làm cái khâu, tức là sẽ giúp cho bà con làm cái khâu là cái thuê cái mặt bằng và cái quản lý. Với khoảng 27 trên 100 hecta diện tích trồng trà tại đây, người nông dân Phụng Công đang dần liên kết lại với nhau, tiến tới xây dựng vùng trồng hoa trà tập trung chất lượng. Đây cũng là tiền đề để việc trồng và sản xuất hoa trà phát triển và phát huy giá trị kinh tế thu được. Tháng 4 là thời điểm cây hoa trà bắt đầu bung nụ, nhưng phải gần Tết Nguyên đán, những nụ này mới nở thành hoa. Vì vậy, trong những ngày này, người dân trồng hoa trà ở Phụng Công đang tập trung chăm sóc, giúp cây bật được nhiều nụ, nụ to và khỏe. Bí quyết của họ là gì? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo của chương trình. Tưới nước cho cây. Công việc tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng nếu thực hiện không đúng kỹ thuật, cây hoa trà có thể sẽ nghẹt rễ và chết, thiệt hại là vô cùng lớn. Đặc biệt lúc này lại là thời điểm cây hoa trà chuẩn bị bung nụ, nhu cầu nước có sự thay đổi. Chính vì vậy, người trồng trà như anh Biên càng chú trọng hơn nữa vào việc cung cấp nước tưới cho cây. Cái cây trà này thì nó là một cây dạng cây hoa, hệ thống tưới nước phải đều, không để khô. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Đông, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Rau quả, người có nhiều năm nghiên cứu trong lĩnh vực hoa cây cảnh, việc tưới nước, giữ ẩm cho cây cũng cần căn cứ theo độ tuổi của cây, đặc điểm của đất và thời vụ trong năm. Phải tưới nước bổ sung thì chúng ta cứ nhìn thấy khi mà nó khô thì có thể là bổ sung cái nước để cho nó tưới, làm sao mà giữ được cái độ ẩm của nó ở cái khoảng từ 75 đến 80% là phù hợp. Đây chúng ta thấy những cái đất hơi ẩm như này là được, còn nếu mà đất nó màu trắng khô ấy, thì chúng ta tưới bổ sung thôi, có thể là 2-3 ngày tưới một lần tùy theo cái điều kiện thời tiết. Mùa khô thì chúng ta tưới, hanh khô chúng ta tưới nhiều hơn và mùa mưa thì chúng ta tưới ít hơn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Đông, bà con nên dựa vào tình hình thời tiết và mùa trong năm để tưới nước cho cây trà. Vào mùa hè, người trồng có thể tưới từ 2 đến 3 lần một ngày vào sáng và chiều mát. Mùa thu chỉ cần tưới một lần một ngày, còn mùa đông và mùa xuân thì phải 2 đến 3 ngày mới tưới một lần. Và giống như những loại cây trồng khác, khi chăm sóc cây hoa trà, định kỳ người trồng cần bón phân cho cây. Theo những hộ trồng trà có kinh nghiệm, bà con nên chọn những loại phân có tỷ lệ đạm thấp để cây khỏe, đẹp, ít sâu bệnh. Có thể bón trực tiếp
hoặc hòa ra để tưới vào gốc cây. Phân thì phải cho ăn định kỳ, không ăn nhiều mà nó sống rất sạch. Tưới thì theo chu kỳ của cây, thì đợt lộc và đợt hoa là sẽ tưới đều, khoảng 20 ngày anh tưới một lần. Tưới một lần và tưới với cái tỷ lệ tưới loãng, không tưới đặc được, riêng cây trà như thế. Tại Phụng Công, để cây trà sinh trưởng phát triển tốt, nhiều nhà vườn lấy lớp đất bùn ao, phơi khô, rồi đặt tại gốc cây. Cách làm này cho hiệu quả tốt. Nhưng theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Đông, bà con có thể áp dụng phương pháp khác. Thì cái đất ở trên bùn ao phơi khô đó, nó có cái đặc tính là thứ nhất là cái hàm lượng bùn nó rất cao. Thứ hai nữa là nó cái độ pH của nó thấp, tức là nó hơi chua. Chính vì thế nó thích hợp cho cây hoa trà. Nhưng mà song song với những kinh nghiệm của người dân thì bây giờ rất cần phải thay đổi. Nên là có thể là thay những cái rác thải khác. Về nguyên tắc thì chỉ cần là với cái giá thể là nhiều bùn là một này, tơi xốp là hai này, độ thoáng khí là ba này, và cái độ pH của nó đảm bảo từ 6,2 đến 6,5. Căn cứ vào cái đấy cho nên có thể rất nhiều các loại giá thể mà chúng ta có thể tận dụng được để chúng ta làm giá thể cho cây hoa trà, vừa tiết kiệm, vừa rẻ tiền mà vừa hiệu quả. Hiện tại cũng đang là thời điểm chuyển giao giữa mùa xuân sang hè, nên các chuyên gia khuyến khích bà con nên bắt đầu che lưới đen lên trên các luống trà. Bởi khi vào chính hè, nhiệt độ lên cao, nếu bị ánh nắng trực tiếp chiếu vào trong một khoảng thời gian dài, cây dễ bị cháy lá và chết cành răm. Việc che lưới đen sẽ giúp bà con xử lý được vấn đề thất thoát trà do thời tiết. Thưa quý vị, ngày hôm nay góc tư vấn của chúng tôi đã nhận được nhiều thắc mắc của bà con liên quan đến lĩnh vực trồng trọt, và những thắc mắc này đã được các chuyên gia thuộc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia giải đáp như sau. Đầu tiên là câu hỏi đến từ khán giả có tên Trần Văn Chiến, số điện thoại 0868 3 số cuối 003 ở Đông An, Văn Chấn, Yên Bái hỏi như sau. Cây trà hoa vàng, lá to, lá nhỏ, chất lượng có gì khác nhau hay không? Và muốn làm hệ thống tưới nhỏ giọt thì có ảnh hưởng tới cây trà hoa vàng hay không? Vâng, với câu hỏi này của khán giả, chuyên gia đã tư vấn như sau. Cây trà hoa vàng, lá to và lá nhỏ về mặt chất lượng không khác nhau. Khi trồng cây hoa vàng, có thể làm hệ thống tưới nước nhỏ giọt cho trà được để cung cấp nước cho cây vào các tháng khô hạn sẽ tốt cho cây. Tuy nhiên, không sử dụng hệ thống này vào các tháng mùa mưa vì cây trà hoa vàng không chịu được đọng nước hoặc độ ẩm quá cao. Chuyển sang câu hỏi khác đến từ khán giả Nguyễn Văn Mạnh, số điện thoại 0352 3 số cuối 984 ở Đồng Lạc, Chương Mỹ, thành phố Hà Nội có hỏi. Xin được hỏi phương pháp nhân giống cây hoa cúc như thế nào? Thanh Mạnh, theo các chuyên gia thì để nhân giống hoa cúc, anh cần phải thực hiện các công việc như sau. Phương pháp nhân giống cây hoa cúc. Phương pháp dâm cành là phổ thông nhất. Chọn vườn cây mẹ, vườn trồng những cây cúc tốt, sạch bệnh, đã được chọn lọc kỹ. Khoảng cách trồng 15 x 15cm, mật độ 400.000 cây 1 hecta. Sau trồng khoảng 10 đến 12 ngày, tiến hành bấm ngọn một lần và sau 20 ngày nữa bấm ngọn lần 2. Sau vài ngày bấm ngọn lần 1 sẽ có nhiều nhánh xuất hiện. Khi chúng dài từ 12 đến 15cm, chọn lấy 3 nhánh phát triển tốt nhất, số còn lại thì loại bỏ. Sau 25 ngày kể từ khi bấm ngọn lần thứ hai, tiến hành cắt tỉa lần 1. Như vậy mỗi cây mẹ sẽ cắt được 3 đến 4 cành, sau đó tiếp tục cắt lần 2, lần 3, mỗi lần cách nhau khoảng 25 ngày. Trong phần thời lượng cuối cùng của chương trình ngày hôm nay, xin được tư vấn câu hỏi đến từ khán giả Nguyễn Văn Tuấn, số điện thoại 0962 3 số cuối 524 ở Trảng Bom, Đồng Nai có hỏi. Nhà tôi trồng cây hoa lan được 4 tháng tuổi, hiện nay cây hoa lan bị xuất hiện đốm màu rỉ sắt ở lá già, lá non thì lại xuất hiện chấm trắng và bị thối nhũn, sau đó lan dần cây, chết cả cây, ngoài ra vẫn bình thường. Tôi đã dùng thuốc bảo vệ thực vật để phun nhưng không đỡ, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Vâng, với câu hỏi này của khán giả thì chuyên gia của chương trình đã có câu trả lời như sau. Chuyên gia đã nhận định cây hoa lan bị nấm và vi khuẩn gây thối nhũn, cần thu gom phần bệnh nặng tiêu hủy, bón phân hữu cơ của cây cảnh, không dùng phân vô cơ, thuốc trị bệnh, chiadimenol hoặc chiadimepol hoặc terbuconazole hoặc difenoconazole hoặc propiconazole, sử dụng theo hướng dẫn của từng thuốc.
Thưa quý vị, thưa bà con, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình khuyến nông của chúng tôi ngày hôm nay tại đây. Xin được cảm ơn quý vị, cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.